Hello cả nhà, mình Đậu đã quay lại đây. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện về thế hệ 2K đi làm vì đam mê. Mỗi tháng công ty mình sẽ có một buổi đi ăn cùng nhau và công ty sẽ tài trợ cho mỗi người là tối đa 360k Việt Nam đồng một người. Với số tiền này thì tụi mình có thể chọn một nhà hàng tầm trung, không quá đắt cũng không quá rẻ. Nhà hàng tụi mình chọn là nhà hàng Thái Lan nè, có phong cảnh ngoài trời, cảnh sông rất là thoáng mát, nằm tại quận Việt Tú. Các bạn biết không, cái khu này là tập trung nhiều người Việt mình làm ăn buôn bán lúc trước lắm á. Và nhà hàng nằm ngay tòa giảng quan thêm tí, cho nên mình mới đến vừa ăn vừa ngắm cảnh view sông. Và anh phục vụ nói cái bánh hầm tôm này và bốn miếng tắc này hả, ở Việt Nam mấy miếng tắc này xài thoải mái luôn á. Rồi có mấy bạn nó mắc cỡ khi mà thấy thằng quay thương quá ha. Riêng bạn này thì thái cười biết nè, đỏ. Ôi cái nước xanh xanh này là nước hoa đậu biếc nè. Mà mấy bạn Trung Quốc không phải ai cũng biết cái nước hoa đậu biếc này đâu. Ở Việt Nam mình thì chắc có lẽ ai cũng biết rồi nè. Rồi mỗi người cầm mỗi cái điện thoại để đặt món mà mình thích. Ở Trung Quốc hiện tại người ta không có sử dụng menu giấy nữa nha, mà người ta sẽ đặt món qua điện thoại luôn. Ôi má ơi, trai Trung Quốc tỏ tình gái Tây chuyện, trời ơi lãng mạn quá nha. Rồi cái món đã lên nè, nhìn trang trí cũng khá đẹp mắt á. Chân gà thì chua ngọt, mà mấy chế phải ăn nè. Rồi mấy cái ly này là đựng mấy con bạch tuộc kêu á. Ý lộn không, bạch tuộc là chua ngọt á, không phải bạch tuộc kêu. Ăn món Thái thì không thể nào mà thiếu sơ xoài được. Và sau khi xong thủ tục chụp hình thì bắt đầu gấp ăn hơi. Ôi bạch tuộc ơi, vào miệng chị nào. Họ cũng chua chua ngọt ngọt giòn giòn đó. Rồi cá sốt chua ngọt, rồi đậu hũ chiên thật là giòn. Rồi tôm sốt cà ri rất là cà ri. Rồi món gì mà mình quên mất tiêu luôn nè, tôm dông cun. Có tôm thì không có cun. Khi thấy mình lấy ly nước mắm trộn cơm thì đồng nghiệp Trung Quốc bắt đầu ngưỡng mộ vì cách ăn kỳ lạ này. Và sau một hồi chém gió ăn uống xong thì tụi mình về. Hồi ôi đồng nghiệp mới vào nha, rất là giàu nha, là một sinh viên mới ra trường đó. Bạn ấy nói mỗi ngày đều để taxi đi làm và về nhà vì đường xa và khói bụi. Mình mới nói sao không mua chiếc xe hơi đi cho thoải mái nè. Và bạn ấy nói mình mày đang tính mua luôn cái chỗ đổ xe luôn á, rồi mới mua xe sau. Rồi luôn mua cái xe hơi bên này có tầm khoảng 600-700 triệu thôi à, mà bả đòi sắp luôn cái chỗ đổ xe hơn cả tỷ. Hẳn là đại gia giàu có luôn, trời ơi, cái này là đi làm gì đam mê hả bé ơi, bé ơi, bé ơi.